Chào mừng trở lại với kênh 108 TV. Mời quý vị và các bạn cùng xem bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Vì sao cơ quan tố tụng quyết định tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng? Cơ quan tố tụng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định gia hạn tạm giam thêm thời hạn 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam có trụ sở tại Bình Dương, nhằm mở rộng điều tra theo đề nghị của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tiến hành mời làm việc đối với nhiều người có liên quan đến bà Hằng, các YouTuber. Việc gia hạn tạm giam bà Hằng thêm 2 tháng theo cơ quan tố tụng là do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và cần thời gian điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam nên việc tiếp tục tạm giam thêm 2 tháng là cần thiết. Được biết, đây là quyết định gia hạn tạm giam lần 1 đối với bị can Nguyễn Phương Hằng kể từ khi cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam bà này từ ngày 24 tháng 3 đến nay vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Diễn biến này diễn ra khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ để xử lý đối với một số người có vai trò là đồng phạm, là trợ lý, khách mời và các YouTuber vân vân khác đã giúp sức cho bà Hằng chuẩn bị các kịch bản, tổ chức các buổi livestream, quản lý các kênh mạng xã hội vân vân khác. Và đặc biệt là Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới tiếp nhận hồ sơ tư liệu vụ án về dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố và chuyển giao mới đây. Như đã thông tin, hơn một năm trước, bà Nguyễn Phương Hằng làm dậy sóng cộng đồng mạng khi thường xuyên tổ chức các buổi livestream trên mạng xã hội, có những phát ngôn gây sốc về nhiều cá nhân và tổ chức. Lần lượt sau đó, có nhiều cá nhân đã gửi đơn tố cáo bà Hằng đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương. Vào ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội danh nói trên. Đến đầu tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng xuất phát từ đơn của 6 cá nhân tố cáo bà Hằng. Từ thực tế, công an hai địa phương cùng điều tra về một hành vi đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương có báo cáo xin ý kiến Bộ Công an chuyển hồ sơ về đơn các cá nhân tố cáo bà Hằng để nhập vào vụ án mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tiến hành mời làm việc đối với nhiều người có liên quan đến bà Hằng, các YouTuber. Nguồn thông tin này cho biết Công an đang trưng cầu giám định với nhiều clip và có những phát ngôn dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Hằng và đã có căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, vào ngày 24 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni là nhà báo lên làm việc để phục vụ công tác xác minh, làm rõ đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, bà Hàn Ni xác nhận bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn tố cáo, bà đã có hành vi vu khống làm nhục và phá hủy quỹ từ thiện Hằng Hữu. Cụ thể, trước thời gian bị khởi tố và bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo nhiều người xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Riêng bà Hàn Ni thì bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an và một số cơ quan quản lý nhà nước. Sau đó, các đơn này được chuyển đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Hàn Ni giải thích rõ, đó thực sự là những clip trên kênh YouTube cá nhân mà tôi phân tích về mặt pháp lý những hành vi và phát ngôn của bà Hằng cũng như pháp lý của quỹ từ thiện Hằng Hữu. Việc này tôi có trình bày với cơ quan công an. Theo tìm hiểu, quỹ từ thiện Hằng Hữu được vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, tức là ông Dũng Lò Vôi, thành lập và đặt tên quỹ là tên con trai chung của cả hai người. Quỹ chính thức hoạt động từ tháng 9 năm 2014 để tài trợ một số bệnh viện thực hiện các ca phẫu thuật cho các trường hợp bệnh nhi, bệnh tim và não ung thủy, vân vân và các hoàn cảnh gia đình khó khăn. Giai đoạn vào tháng 6 năm 2021, bà Hằng gửi văn bản đến hàng loạt các bệnh viện có khoản tài trợ của quỹ Hằng Hữu nhằm thông báo tạm ngưng từ thiện, với lý do đưa ra là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong một diễn biến khác, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có hai lần mời làm việc khác đề nghị bà Hàn Ni cung cấp những hồ sơ và chứng cứ liên quan đến đơn tố cáo của bà đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích của các tổ chức và cá nhân. Được biết, từ tháng 10 năm 2021, bà Hàn Ni đã tố cáo bà Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xuất phát từ các phát ngôn của bà Hằng trên các trang mạng xã hội, trong các buổi livestream. Hiện đơn tố cáo của bà Hàn Ni và 5 cá nhân khác được Công an tỉnh Bình Dương chuyển giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ và xử lý sự việc. Riêng ở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hàn Ni còn tố cáo bà Hằng đã có hành vi đe dọa giết người và khi có những phát ngôn trên mạng xã hội là truy cùng giết tận, gặp đầu đánh đó, vân vân. Theo đó, tranh chấp của bà nhà báo Hàn Ni và bà Nguyễn Phương Hằng khá là căng thẳng từ mạng xã hội đến đời thực.
Bà Hằng trong các buổi livestream đã dùng những lời lẽ gay gắt và nhắm đến nhà báo Hani và một số người khác. Thậm chí bà Hằng từng một lần tìm đến trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng là nơi làm việc và nhà riêng của bà Hani tại quận 7. Những lần ấy kéo theo đám đông hiếu kỳ, các YouTuber gây huyên náo và khiến công an địa phương phải có mặt để phản hồi trật tự. Bên cạnh đó, những người ủng hộ quan điểm của bà Nguyễn Phương Hằng tự xưng là fan chính nghĩa đã khủng bố tinh thần và thậm chí là hành hung Hani. Vụ việc cụ thể, bà Hani cùng nhóm bạn đi ăn sáng gần nhà tại quận 7 vào sáng ngày 23 tháng 3 đã bị một nhóm 4 người quay phim xúc phạm rồi lao vào tấn công. Bà Hani cũng có xác minh về những người này và có đơn tố cáo gửi công an quận 7. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố hôm ngày 24 tháng 3 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang trong tiến trình mở rộng điều tra vụ án và làm rõ về hành vi, vai trò của những người giúp sức và đồng phạm với bà Hằng trong các buổi livestream, cũng như các YouTuber tự xưng fan chính nghĩa xúc phạm và vu khống người khác. Đồng thời, công an cũng làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các lá đơn bà Hằng tố cáo những người khác được gửi trước khi bà bị khởi tố và bắt tạm giam. Mới đây, vào ngày 18 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển giao hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng để Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án. Được biết, đây là động thái nhập vụ án để điều tra của Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Hồ Chí Minh khi cùng điều tra về hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng. Được biết, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận đơn của 7 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì những phát ngôn của bà trong những buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Những cá nhân này tố cáo bà Hằng đã vu khống và làm nhục họ. Trên cơ sở điều tra thu thập chứng cứ giữa tháng 4 vào năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự vào năm 2015 và sửa đổi bổ sung vào năm 2017 để điều tra. Tuy nhiên, trước đó vào cuối tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự vào năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Nhận thấy cơ quan công an hai địa phương cùng điều tra về cùng một hành vi đối với bà Nguyễn Phương Hằng, nên Công an tỉnh Bình Dương đã có báo cáo xin ý kiến Bộ Công an chuyển hồ sơ về đơn các cá nhân tố cáo bà Hằng để nhập vào vụ án mà Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra. Liên quan đến sự việc bà Nguyễn Phương Hằng đang cùng lúc bị hai đơn vị khởi tố và điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Như vậy, liên quan đến bà Hằng, cơ quan tố tụng của hai tỉnh đều khởi tố và điều tra cùng một tội danh. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho biết, trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội danh hoặc phạm nhiều tội, cơ quan điều tra có thể nhập vụ án hình sự để giải quyết trong cùng một vụ án. Theo luật sư, mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý một lần. Nếu một người thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật đã bị cơ quan tố tụng khởi tố điều tra, thì các cơ quan khác sẽ không xử lý, trừ trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, mỗi hành vi đều thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm. Nguyên tắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ an ninh trật tự là hành vi phạm tội xảy ra địa phương nào, địa bàn nào thì cơ quan tố tụng ở địa phương đó, địa bàn đó có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở nhiều địa phương và nhiều địa bàn khác thì nơi nào phát hiện đầu tiên, nơi đó sẽ giải quyết. Tuy nhiên, đối với hành vi vi phạm pháp luật thực hiện trên không gian mạng, cơ quan nào phát hiện trước tiên, cơ quan đó sẽ giải quyết mà không phụ thuộc vào việc người vi phạm cư trú ở đâu hoặc nạn nhân cư trú ở đâu, hay hậu quả xảy ra đâu. Việc này được quy định cụ thể tại Điều 163 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự vào năm 2015, quy định về thẩm quyền điều tra vụ án hình sự. Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, về nguyên tắc trong trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật tại nhiều địa phương, hành vi xảy ra ở mỗi địa phương đều cấu thành tội phạm thì có thể sẽ có nhiều cơ quan tiến hành tố tụng cùng xem xét xử lý. Trường hợp một người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, thực hiện những hành vi livestream, chửi bới xúc phạm người khác trên mạng xã hội, đưa ra những thông tin bịa đặt và sai sự thật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tâm lý sức khỏe của nhiều cá nhân khác, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức nhiều lần và mỗi lần đều thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm, thì có thể bị xử lý về một tội danh với tình tiết là phạm tội nhiều lần,
hoặc cũng có thể người này sẽ bị khởi tố về nhiều tội danh khác như làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Khi cơ quan tố tụng có căn cứ cho rằng chủ thể đó có nhiều hành vi vi phạm và xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ. Trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm ở nhiều địa phương, thì có thể sẽ bị khởi tố tại nhiều địa phương. Nhưng sau đó, cơ quan tố tụng cũng có thể nhập vụ án hình sự để một cơ quan điều tra xử lý theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành. Bởi vậy, trong trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương cùng khởi tố về một tội danh mà không bị xử lý thêm về tội danh nào khác, thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể nhập vụ án hình sự để cùng điều tra. Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho hay, rất có thể Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương sẽ thống nhất để nhập vụ án hình sự theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, trừ trường hợp bị can phạm nhiều tội, việc nhập vụ án hình sự sẽ gây khó khăn cho cơ quan điều tra hoặc gây khó khăn cho những người bị hại. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị một ngày mới an lành và bình an.